Xin chào các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Y Dược Cổ truyền Tuệ Tĩnh, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Hôm nay tôi rất vui được đến đây chia sẻ cùng với quý vị và các bạn với một chủ đề rất là hấp dẫn, đặc biệt đối với chị em phụ nữ. Như chúng ta biết, phụ nữ chúng ta khi mà bước vào cái tuổi 30 á, là tại sao lại có những các cái hiện tượng như là xuất hiện nếp nhăn ở trên da, rồi da chảy xệ cũng như đồng thời có các cái vết nám, vết thâm hoặc là tàn nhang đã hình thành. Nguyên nhân tại sao lại như vậy thì chúng ta lưu ý như thế này. Một số các cái nguyên nhân mà làm cho xảy ra cái hiện tượng như thế thì thứ nhất ta phải nói đến đấy là cái sự lão hóa. Với cái sự lão hóa này thì bắt đầu nó diễn ra là từ sau tuổi 30 là cái quá trình lão hóa đã diễn ra rồi. Và khi quá trình lão hóa diễn ra như thế thì mọi các cái tế bào nó được cứ suy dần đi. Cái sự liên kết giữa các cái mô, các cái tế bào trong da cũng bị giảm dần, lỏng lẻo dần đi, cho nên dẫn tới cái tình trạng da chảy xệ hoặc nếp nhăn xuất hiện. Cái tình trạng thứ hai để chúng ta thấy là với cái môi trường bên ngoài của chúng ta, nào là bụi bặm, nào là ánh nắng, thật là không có an toàn đối với da của chúng ta một chút nào cả. Đấy cũng là một cái nguyên nhân, có thể nói là nguyên nhân trực tiếp mà làm cho da của chúng ta xuất hiện những các cái tổn thương không đáng có như là nếp nhăn, như là vết nám, vết sạm da. Một cái điều nữa tôi rất lưu ý với các bạn là trong cái quá trình chúng ta chăm sóc da của chúng ta, nếu như chúng ta thực hiện cái kỹ thuật chăm sóc da không đúng thì cũng rất dễ làm cho cái tế bào của chúng ta nó luôn luôn bị kích thích và dẫn tới cái tình trạng làm cho da nhăn hoặc là da chảy xệ, cơ bị nhão đi. Nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là da của chúng ta chảy xệ đi. Và một cái nữa là nếu như chúng ta trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta không biết giữ cho chúng ta có một cái tinh thần thật là thư thái, có một cái đời sống tinh thần thật là lạc quan vui vẻ, mà chúng ta luôn luôn rơi vào cái trạng thái căng thẳng cũng như là chúng ta rơi vào một cái trạng thái stress ấy, thì nó cũng làm cho chúng ta có một cái tình trạng là cái da của chúng ta không có tốt, không có khỏe, không có đẹp, và dẫn tới là da nhăn rồi da chảy xệ cũng như là vết sạm, vết nám xuất hiện, đúng không ạ? Thế thì khi mà cái hiện tượng đó xảy ra, chúng ta phải làm gì với nó? Xin thưa với các bạn rằng hiện nay chúng ta thấy rằng là với cái tình trạng này, càng cái xã hội càng phát triển thì chúng ta thấy là nó lại càng xuất hiện nhiều, xuất hiện nhanh, xuất hiện mạnh, thậm chí còn sớm hơn cả cái tuổi như là tôi vừa mới nói. Thế thì đồng nghĩa với cái việc đó thì trên thị trường hiện nay cũng rất là nhiều các cái sản phẩm mà để cải thiện cái tình trạng đó rất là nhiều. Nhưng tuy nhiên chúng ta cũng phải lưu ý một điều rằng nếu như mà chúng ta chỉ thấy rằng là da chúng ta chảy xệ, da chúng ta nhăn lại, da chúng ta sạm đi, nám đi, mà chúng ta chỉ dùng cái biện pháp bôi ở bên ngoài gọi là ngoại trị pháp thì chúng ta không mang lại một cái hiệu quả như chúng ta mong muốn. Bởi vì như tôi vừa nói, nếu như chúng ta chỉ dùng các cái phương pháp bên ngoài như thế thì sẽ không giải quyết được tất cả những các cái nguyên nhân mà tôi vừa mới nêu ở trên. Như vậy chúng ta thấy với cái điều mà tôi vừa mới chia sẻ ở trên thì hiện nay trên thị trường các bạn thấy nó có quá nhiều là những các cái sản phẩm xuất hiện trên thị trường. Nhưng tôi lưu ý với các quý vị là khi chúng ta lựa chọn một cái sản phẩm tốt cho mình thì chúng ta phải tìm hiểu xem nguồn gốc xuất xứ của cái sản phẩm đó. Và đặc biệt là sản phẩm đó phải được sự cho phép của Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế và được cấp phép, thì lúc đó chúng ta hãy sử dụng. Đó là một cái lựa chọn thông minh mà cho chúng ta có một cái độ tin cậy, cho tất cả mọi người có một độ tin cậy rất là cao, đúng không ạ? Thế thì hiện nay á, thì tôi có thể nói luôn là chúng ta có một cái sản phẩm, có thể nói đây là một sản phẩm đầu tiên ở Việt Nam đã được ra đời để cứu giúp cho những ai mà luôn luôn chú ý đến cái sức khỏe làn da của mình cũng như là cái sắc vóc của mình. Vâng, tôi có thể chia sẻ luôn với các quý vị và các bạn một sản phẩm cũng rất là tuyệt vời hiện nay xuất hiện trên thị trường của Việt Nam chúng ta. Đây là viên uống nâng cơ mặt Hoàn Liễu Khang, và đây là một cái sản phẩm mà tôi cho rằng bản thân tôi cũng rất là tin tưởng, và tôi cũng đã tư vấn hướng dẫn cho rất nhiều người sử dụng, tôi thấy rất hiệu quả. Đây là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam với cái sự kết hợp vô cùng là tuyệt vời. Ở cái chỗ là cái thành phần của nó, chúng ta lưu ý trong cái viên uống nâng cơ mặt Hoàn Liễu Khang có cái thành phần rất đặc biệt. Thứ nhất tôi có thể nói đến đấy là collagen tươi. Như chúng ta đã biết, collagen tươi là một protein trong cơ thể, và nó
được chứa 70% tại tổ chức da của chúng ta, và cái sự phân bố collagen thì chủ yếu là lớp hạ bì của da. Với cái tác dụng của collagen là nó làm tăng cường cái quá trình trao đổi chất, cũng như là nó tạo cái mối liên kết giữa các tế bào với nhau, đặc biệt là các cái tế bào da. Chính vì thế mà nó làm cho da tăng cái độ đàn hồi, cũng như làm cho da săn chắc. Vì vậy mà khi chúng ta dùng collagen, nó sẽ cải thiện được cái khả năng chảy xệ của da và làm cho nó hết cái nếp nhăn, cũng như là làm cho da của chúng ta mịn màng và sáng hơn, phải không ạ? Cái sự kết hợp mà rất là tuyệt vời collagen và nhau thai cừu của Úc, và chúng ta biết đây là một cái sự kết hợp rất là đặc sắc với cái tỷ lệ vàng giữa hai cái thành phần collagen tươi và nhau thai cừu của Úc, thì chúng ta thấy rằng là đối với nhau thai cừu của Úc, chúng ta biết trong thành phần của nó có chứa rất nhiều các axit amin. Trong thành phần của nhau thai cừu có chứa rất nhiều axit amin, các vitamin và khoáng chất, các lipid và các cái yếu tố khác rất là nhiều và vô cùng quan trọng đối với làn da của chúng ta. Khi mà chúng ta dùng nhau thai cừu của Úc thì cái tác dụng của nó, thứ nhất là nó cung cấp cho da của chúng ta đầy đủ các cái chất dinh dưỡng, đồng thời nó cũng giúp cho da là đào thải các cái chất độc trong cơ thể, đồng thời giúp cho da lại hấp thu lấy những các cái khoáng chất tốt hữu ích cho cái làn da của chúng ta, giúp cho làn da của chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn và làn da sáng mịn căng bóng, cũng như là cái sự săn chắc của làn da. Vì vậy mà tôi cho rằng cái sự kết hợp giữa collagen và nhau thai cừu cùng nhau thúc đẩy cái tác dụng làm nâng cơ mặt, làm cho da săn chắc cũng như tăng cái độ đàn hồi của da. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm cho da của chúng ta sáng láng, mịn màng và hồng hào, chính bởi cái sự giàu dưỡng chất của cái nhau thai cừu giúp cho cái da của chúng ta được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất vì thế. Nhưng có một cái điều nữa tôi muốn nói, trong cái sản phẩm viên uống nâng cơ mặt Hoàn Liễu Khang có một cái sự kết hợp cũng rất là tuyệt vời, và nó tạo thành một cái sự hoàn hảo của cái sản phẩm viên uống nâng cơ mặt Hoàn Liễu Khang. Đó là cái sự kết hợp giữa nhau thai cừu tỷ lệ là 5 cùng với một cái thành phần là glucotachiông tỷ lệ là 1. Với cái sự kết hợp đặc sắc này thì chúng ta thấy là như thế này. Đối với cái hoạt chất glucotachiông á, thì nó là một cái chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh, và nó có tác dụng hạ gốc tự do rất là tốt, cũng như cái sự cải thiện một cái sự chăm sóc sức khỏe về làn da của cái hoạt chất glucotachiông này cũng rất là tuyệt vời. Vì thế trong cái sản phẩm, các quý vị vừa thấy rằng là tôi đã phân tích ba cái thành phần chính của viên uống nâng cơ mặt Hoàn Liễu Khang, đó là tôi nhắc lại gồm có collagen tươi, nhau thai cừu của Úc và hoạt chất glucotachiông. Cái sự kết hợp hoàn hảo giữa ba cái hoạt chất này cho chúng ta một cái sản phẩm mà có cái công dụng, thứ nhất là làm cho da chúng ta chắc khỏe, tăng cái sự đàn hồi của da, cho nên nó chống được cái hiện tượng là nhăn, những các cái nếp nhăn, nó xóa được cái nếp nhăn đi, và đồng thời cơ mặt của chúng ta được săn chắc thì sẽ nâng lên, và có thể nói là chấm dứt được cái tình trạng là da chảy xệ. Cái thứ hai nữa là bởi vì cái sự giàu dinh dưỡng của nó, bởi vì cái sự chống oxy hóa của các cái chất ở trong cái sản phẩm này, cũng như là cái sự cung cấp dinh dưỡng cho các tế bào da của chúng ta như thế, cho nên nó giúp cho chúng ta cải thiện được cái sức khỏe của da, làm cho chúng ta có một cái làn da sáng, hồng và mịn màng. Như vậy có nghĩa là qua cái sự phân tích thành phần của sản phẩm viên uống nâng cơ mặt Hoàn Liễu Khang, các bạn đã thấy nó quá là tuyệt vời, phải không ạ? Và tôi lưu ý, đây là một sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam với sự kết hợp collagen tươi. Các bạn lưu ý, collagen tươi giúp cho nó tăng cường cái quá trình trao đổi chất, và vì thế cái sản phẩm này nó còn làm cho cơ thể chúng ta tăng cường cái hệ miễn dịch cũng rất là tuyệt vời, và sức đề kháng của chúng ta cũng rất tốt. Vì thế chúng ta không những cho một cái làn da khỏe, đẹp, trẻ trung hơn ít nhất từ 5 đến 10 tuổi, mà nó còn tăng cường sức đề kháng cho cơ thể nữa, rất là tuyệt vời. Và tôi cũng lưu ý với các quý vị và các bạn, khi chúng ta sử dụng collagen tươi, nó cho chúng ta một cái công dụng cũng như cái tác dụng trực tiếp đối với sức khỏe của làn da của chúng ta tốt hơn rất nhiều lần đối với collagen thường. Bản thân tôi cũng như đồng nghiệp của tôi, khi mà tư vấn cho khách hàng
gặp phải một cái tình trạng như thế này. Có những người nói rằng là tôi bị cái tình trạng mà da chảy xệ cũng như da nhăn, da sạm, da nám đã lâu rồi. Thế thì liệu chúng ta sử dụng cái sản phẩm nâng cơ mặt Hoàn Liễu Khang có được hay không? Và tôi xin nói rằng là khi mà chúng ta bất kể một cái bệnh gì nói chung, cũng như cái tình trạng da của chúng ta bị lão hóa dẫn tới cái tình trạng là cái cơ mặt chảy xệ hoặc nếp nhăn hoặc là vết sạm, vết nám xuất hiện, thì chúng ta cần phải xác định một cái việc là ngoài cái việc chúng ta thiếu cái gì, chúng ta bổ sung cái đó, thì chúng ta cần phải lưu ý như thế này. Trước hết là với cái tình trạng như vậy thì tôi khuyên các quý vị các bạn nên sử dụng sản phẩm viên uống nâng cơ mặt Hoàn Liễu Khang. Ít nhất mỗi một năm chúng ta dùng từ 1 cho đến 2 hộp. Để mà cái tình trạng này cải thiện một cách hiệu quả nhất thì tôi lưu ý với các quý vị là chúng ta phải kết hợp với những các cái chế độ, như là chế độ ăn uống của chúng ta. Ăn uống ở đây tôi lưu ý là chúng ta phải sao cho nó khoa học, cân đối các chất dinh dưỡng, đầy đủ các chất dinh dưỡng, cũng như cái việc chúng ta phải uống đủ nước mỗi ngày, đó là ít nhất từ 1 cho đến 1 lít rưỡi cho đến 2 lít. Cái thứ hai nữa là chúng ta luôn luôn phải rèn luyện cái thể chất, tức là chúng ta phải tập luyện thể dục thể thao, giúp cho chúng ta có một cái sức khỏe thật là dẻo dai, thật là bền bỉ. Cũng như việc chúng ta phải luôn luôn giữ cho chúng ta có một cái tinh thần thật là vui vẻ, thật thư thái, thật lạc quan. Có như thế thì khi cái việc mà chúng ta kết hợp với tất cả các cái yếu tố ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi, tập luyện, rồi rèn luyện tinh thần cùng với cái việc chúng ta sử dụng viên uống nâng cơ mặt Hoàn Liễu Khang thì sẽ cho chúng ta một cái hiệu quả rất là cao. Và tại sao tôi lại khẳng định một cái điều như vậy? Vâng, như trên đây tôi vừa chia sẻ với các quý vị và các bạn nói về cái thành phần cũng như cái công dụng của sản phẩm viên uống nâng cơ mặt Hoàn Liễu Khang. Và tôi xin tóm tắt lại một cách cụ thể như thế này để cho các quý vị và các bạn để dễ nhớ nhé. Thứ nhất là khi chúng ta sử dụng sản phẩm viên uống nâng cơ mặt Hoàn Liễu Khang, nó cho chúng ta cái tác dụng thứ nhất là cơ thể chúng ta được bổ sung collagen tươi. Và khi chúng ta bổ sung collagen tươi thế thì nó sẽ làm cho cái làn da của chúng ta trẻ hơn, đẹp hơn, khỏe hơn, săn chắc hơn, sáng bóng hơn rất là nhiều. Thứ hai là khi chúng ta sử dụng viên nâng cơ mặt Hoàn Liễu Khang, nó giúp cho chúng ta thải độc được khi chúng ta sử dụng viên uống nâng cơ mặt Hoàn Liễu Khang, nó sẽ cải thiện được cái tình trạng cơ bị nhăn, da bị nhăn, cơ mặt bị chảy xệ một cách triệt để. Và một điều nữa là khi chúng ta uống sản phẩm này, một điều nữa khi chúng ta sử dụng sản phẩm này thì sẽ cải thiện được, có thể nói tương đối tốt đối với cái tình trạng bị sạm da, bị nám da cũng như là bị tàn nhang. Và hơn tất cả đó là nó tăng cường hệ miễn dịch cũng như tăng cường cái sức đề kháng cho cơ thể rất là tốt. Vậy thì đối với những ai sử dụng được sản phẩm này, tôi lưu ý tất cả những các cái trường hợp bắt đầu ở tuổi 30 mà đi vào cái giai đoạn lão hóa, làm cho da của chúng ta xuất hiện cái nếp nhăn, làm cho da của chúng ta bắt đầu bị chảy xệ, cũng như là cái quá trình mà da của chúng ta, cái sắc da của chúng ta nó không còn được tươi, còn sáng, còn hồng nữa, xuất hiện những các cái vết nám, cái vết tàn nhang, thì lúc đó chúng ta hoàn toàn yên tâm chúng ta sử dụng. Khi chúng ta sử dụng viên uống nâng cơ mặt Hoàn Liễu Khang, tôi lưu ý với các quý vị liều lượng sử dụng như thế này. Mỗi ngày chúng ta uống 2 viên, chia làm 2 lần. Một lần vào lúc sáng ngủ dậy một viên, và tối trước khi đi ngủ chúng ta sử dụng một viên. Trên đây tôi chia sẻ với các quý vị và các bạn về sản phẩm viên uống nâng cơ mặt Hoàn Liễu Khang. Và với những điều tôi vừa trình bày ở trên, tôi chúc các quý vị sáng suốt, thông minh, lựa chọn cho mình một cái sản phẩm phù hợp với cái tình trạng sức khỏe làn da của mình. Và thực sự viên uống nâng cơ mặt Hoàn Liễu Khang, tôi cho rằng đây là một cái sản phẩm đáng tin cậy mà chúng ta có thể nói rằng ai cũng có thể sử dụng nếu như chúng ta thuộc vào cái phạm vi đối tượng sử dụng như tôi đã nói ở trên. Và cuối cùng tôi xin chúc cho chị em phụ nữ chúng ta luôn luôn có một sức khỏe tốt, và đặc biệt là có một làn da luôn luôn tươi sáng, trẻ trung, và tạo cho chúng ta có một cái tinh thần luôn luôn lạc quan khi chúng ta đi giao tiếp.